Thắng kịch tính tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Trung Quốc thừa nhận may mắn. Các cầu thủ Trung Quốc đã dẫn trước 2-0 nhờ bàn thắng của Zhang Juning và Gu Lei. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam khiến cho đối thủ phải lo lắng khi ghi hai bàn trong 10 phút để gỡ hòa 2-2 ở cuối trận. Phải nhờ tới một pha bóng có phần may mắn trong thời gian bù giờ, đội tuyển Trung Quốc mới giành chiến thắng kịch tính 3-2. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, tiền đạo Gu Lei cho biết anh không hề chạm chân vào bóng trong bàn thắng quyết định của đội tuyển Trung Quốc. Bóng đi thẳng vào lưới sau quả tạt đầu của một cầu thủ khác. Zhang Juning, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cũng thừa nhận anh và đồng đội đã may mắn ở trận này.